Xin chào quý bà con, thì hôm nay Dr. Len xin giới thiệu tới cho bà con một dòng thuốc trừ sâu này cực kỳ hữu hiệu. Tại vì em thấy hiện tại á, là cái tình trạng mà rệp sáp trên cây cực kỳ là nhiều và nhiều bà con rất là lo lắng và không biết xử lý như thế nào đúng không ạ? Thì đối với bà con á, thấy là rệp sáp á, là một loại côn trùng gây hại rất là nhiều và phổ biến tại Việt Nam và đặc biệt đó là cây sầu riêng. Vậy rệp sáp á, nó có tác hại như thế nào? Rệp sáp chúng làm mất sự dinh dưỡng, chúng hút hết chất dinh dưỡng của cây và lá, làm cho cây và lá suy kiệt. Ngoài ra chúng bám ở trên trái, làm cho trái của mình nó bị xấu đi này, bị mất chất lượng. Nếu mà trái sầu riêng nào mà bị hút chất hoặc là những trái khác, nó không còn ngon nữa và nó không còn đảm bảo chất lượng nữa, rất là khó bán. Nhiều khi là nó bị hư hỏng luôn. Dạ. Và đặc biệt là nếu mà mình không có biện pháp phòng trừ thì rệp sáp sẽ bùng phát và ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì thấu hiểu được cái nỗi lòng đây của bà con, thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới cho mình một dòng sản phẩm, đó là thuốc trừ sâu Biravia. Thì dòng thuốc trừ sâu này bà con để giùm em ha, là chai màu trắng này, vỏ chai màu trắng và có tên là Biravia 155 SC đó, bà con hãy giùm em ha. Dạ. Thì dung tích của chai này đó là 100ml, mình có thể pha cho được 200 lít nước. Thì mình lưu ý dùng em là đối với loại rệp sáp này á, thì mình phun khi mà nó chỉ mới có khoảng 5 tới 6 con trên một cây hoặc một nhánh hoặc là một chùm hoa á, là mình xịt là hữu hiệu nhất. Vì mình khi nó còn nhỏ và nó chưa nở hẳn ra thì mình xịt đó thì là sẽ dễ diệt trừ được hơn tận ổi của chúng. Đó. Thì khi mình phun dùng em là nếu mà mình có gần thời gian thu hoạch phải thì mình nhớ cách ly dùng em 7 ngày ha. Đấy. Thì đối với dòng sản phẩm này tại sao lại được nhiều bà con tin dùng là do sản phẩm này có hai hoạt chất rất là hữu hiệu, đó chính là abamectin và thứ hai là bichotetramax. Đối với hai hoạt chất này có tính lưu dẫn cực kỳ mạnh và cực kỳ cao và lưu dẫn hai chiều. Nhớ dùng em, không phải sản phẩm nào cũng có thể lưu dẫn hai chiều hết, nhưng riêng Biravia có thể lưu dẫn từ gốc cho đến ngọn, cho nên là có thể diệt trừ hữu hiệu và coi như là triệt để các loài rệp sáp. Đấy, bà con xem giùm em ha. Từ gốc tới ngọn đều có thể điều trị được. Lưu ý giùm em nhé, trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại Biravia, nhưng mà mình lưu ý giùm em đây là sản phẩm bên em độc quyền. Và đối với sản phẩm này, đây ạ, bên em nhập chính hãng, có giấy phép đồng hàng, cho nên là nếu mà em bán hàng mà bà con thấy được sản phẩm này là hàng giả, em chấp nhận bồi thường cho bà con, đảm bảo hàng chính hãng, hàng thật và đã cực kỳ mới, sản xuất năm 2024 và hạn sử dụng 2029, nên bà con cứ yên tâm sử dụng. Còn nếu bà con có thắc mắc hoặc là có cần hỗ trợ như thế nào, cứ liên hệ với bên em sẽ hỗ trợ cho mình nhé.